dụng rất là nhiều. Chân đề cái câu chuyện số bao gì thưởng thức giọng ca của em Tuyết Vân. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là một trích đoạn trong giờ cải lương cô gái Văn Hương. Xin mời tất cả quý vị cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.